Video này được tài trợ bởi 360 Boutique, nhãn hiệu thời trang nam cao cấp hàng đầu trên sàn Shopee Mall. Thông tin chi tiết chương trình ở phần sau video. Thật ra có rất là nhiều người thắc mắc nhé, là mình không có công ăn việc làm, mình thất nghiệp thì làm thế nào mà mình có thể du lịch vòng quanh trái đất, làm thế nào mình có thể ăn chơi sang chảnh, đúng không? Có một cái cách mình có thể kiếm tiền, đó là kiếm tiền thông qua Tinder. Tôi không biết các bạn thế nào nhưng mà tôi sinh ra không phải để đi làm, nhưng để đạt được cái điều đó tôi sẽ phải làm như chó đến một độ tuổi nào đấy. Hên xui. Anyway, chúng ta cùng quay lại chủ đề chính ngày hôm nay. Tinder, xã hội 4.0 bùng nổ, con người ngày càng có nhiều cách để mà tìm thấy nhau hơn. Tinder ra đời như là một cách để tối ưu hóa, nhưng sự đốt cháy giai đoạn đó liệu có phải là một điều tốt? Lần cuối cùng các bạn dùng Tinder là khi nào? Với tôi là một ngày 15 tiếng 30 phút 49 giây trước. Ok, cái tiếng phút giây là tôi bịa ra, còn một ngày là tôi bốc phét. Tôi sử dụng Tinder không ngừng nghỉ, vì với bạn Tinder là ứng dụng hẹn hò, còn với tôi nó là nguồn thu nhập. Tôi không phải là nhân viên Tinder, tôi sử dụng Tinder như công cụ để kiếm tiền. Tôi cũng như các bạn đến với ứng dụng này một cách đầy lúng túng, từ việc chọn những bức ảnh sinh động về bản thân hay là viết những cái dòng bio đầy tính thách thức. Nhưng mục đích của tôi thì lại đen tối hơn các bạn rất nhiều. Cô gái mà tôi match được đầu tiên là Cecilia. Khi lướt qua những bức ảnh của cô, tôi có cảm giác rằng cô gái này là một người mơ mộng trong tình yêu. Ánh mắt của cô ta quá thuần khiết. Cô ta thích một bữa ăn đầm ấm ở một quán ăn lãng mạn, một buổi hẹn thân mật ở bãi biển. Một cô gái chắc chắn là sống dựa nhiều vào cảm xúc. Và tôi biết chính xác một cô gái như vậy cần gì ở tôi. Tôi tạo cho mình một vỏ bọc giàu sang. Nó không chỉ dừng lại ở những bức ảnh trên Tinder, nó cần chỉn chu hơn thế. Tôi thuê một người đàn ông to gấp đôi The Rock và phong anh ta là bảo kê của mình. Tôi chụp những bức ảnh ở những nơi sang trọng khác nhau. Tôi thường xuyên xuất hiện ở nhiều nơi khác nhau trong thời gian ngắn. Điều đó thể hiện rằng tôi là con người thường xuyên du lịch. Tất nhiên là sự thật còn nhiều hơn thế. Lịch trình dày đặc cùng với cái sự bận của mình đã khiến tôi dễ dàng có được một cuộc hẹn với Cecilia. Tôi sẽ rời London vào ngày mai, đằng ấy có muốn gặp gỡ cà phê không? Kiểu như vậy, tôi gửi cho cô ấy địa chỉ một khách sạn 5 sao, sang chảnh, và tâm lý của cô ấy chắc chắn sẽ là anh chàng này là một người bận rộn, sẽ chẳng có nhiều cơ hội để gặp anh ta nếu bỏ lỡ lần này. Và tôi đã đúng. Cecilia ngay lập tức muốn gặp tôi. Cô ấy đến khách sạn, nó xa hoa và tráng lệ, nên đương nhiên là cô ấy cảm thấy hồi hộp. Tôi xuất hiện, ngồi nói chuyện với Cecilia một cách để tìm hiểu. Tôi biết là cô ấy phấn khích, giọng nói của cô ấy thể hiện điều đó. Dù nó đã được cố gắng để mà nghe có vẻ bình tĩnh, tôi nói nhiều hơn về mình. Cô ấy thích thú về điều đó, nhất là khoản tôi là con trai một tập đoàn kim cương lớn của Israel, LLD Diamond. Bố của tôi là vua kim cương, còn tôi là hoàng tử, đại loại thế. Tôi sắp rời khỏi London với con gái của mình và vợ cũ. Tôi không còn liên hệ gì với cô ta nữa, chỉ là mang bé gái theo thôi. Và tôi muốn Cecilia đi cùng mình. Dù cô ấy đồng ý một cách vô cùng bình tĩnh, nhưng tôi biết rằng là cô ấy đang mở cờ trong bụng, vì chúng tôi sẽ di chuyển bằng một chiếc chuyên cơ riêng. Nhưng trước hết sẽ là một chiếc Rolls Royce đến đón Cecilia của tôi về lấy đồ đã. Cô ấy chắc hẳn là đã rất vui và nhắn tin khoe khoang với bạn bè của mình, và không mảy may nghi ngờ gì một kẻ lạ mặt như tôi. Tôi thật sự khẳng định điều đó khi mà cô ấy thơm nhẹ lên má. Chuyến bay kết thúc, vợ cũ của tôi không ngừng nói tốt về tôi trên taxi. Mọi việc tốt đẹp đến nỗi chúng tôi có một đêm mặn nồng trong khách sạn. Cô ấy khá là băn khoăn về vết sẹo sau lưng. Tôi đã từng đi tù vì tội lừa đảo, mặc dù tôi vô tội. Tôi có nhiều kẻ thù, đấy là những gì mà tôi nói với cô ấy. Chúng tôi đang hàn huyên thì Peter, tức là vệ sĩ của tôi, gọi tới. Tôi khuyên Cecilia trở về thế giới của cô, nhưng một cô gái mộng mơ như là Cecilia sẽ cảm thấy nhớ tôi sớm thôi. Và một lần nữa, tôi lại đúng. Tôi nuôi dưỡng tình cảm với cô ấy một cách ngọt ngào. Những bó hoa tươi thắm sau khi tôi biết được địa chỉ nhà của cô. Cecilia vỡ òa trong hạnh phúc. Thời gian trôi qua, Cecilia vẫn ở Oslo, nhà cô ấy. Và liệu cô ấy sẽ cảm thấy thế nào nếu như mà tôi đáp chuyên cơ của mình gặp cô ấy một cách đầy bất ngờ nhỉ? Cô ấy rất hạnh phúc về điều đó. Cô ấy tặng tôi một quyển sách hướng dẫn cách yêu người Na Uy. Thật là đáng yêu. Đó là cái thời điểm mà chúng tôi chính thức yêu nhau. Khi chúng tôi thân thiết hơn, tôi bắt đầu gửi những thứ liên quan đến cuộc sống của mình. Những bức thư nặc danh với viên đạn ở trong, những vòng hoa tang mà không rõ danh tính người gửi. Cô ấy cũng đã manh nha biết rằng mình đang bước vào một mối quan hệ hơi quá sức khi thấy tầng lớp của tôi. Tôi hứa với Cecilia rằng là cô ấy là duy nhất, và rõ ràng đấy là dối trá. Tôi match với Pernilla tại Stockholm, và vẫn bài cũ, tôi tỏ ra gấp gáp, bảo rằng ngày hôm sau phải bay tới Amsterdam. Tôi ngỏ ý mời Pernilla đi cùng, và thậm chí mua luôn vé cho cô ấy. Một cô gái yêu du lịch như là Pernilla tất nhiên là không từ chối. Ở Hà Lan, chúng tôi nói chuyện về mọi thứ. Cô ấy hỏi rất nhiều về kim cương, và đương nhiên tôi là chuyên gia. Có lẽ cô ấy cũng thích tôi vì tôi biết lắng nghe. Giữa chúng tôi lan tỏa dạng năng lượng kiểu tri kỷ, và tôi nghĩ là cô ấy thích mối quan hệ này như vậy. Bữa ăn hôm đó thật sự đã khiến Pernilla rất vui. Chúng tôi nói chuyện như thể đã quen nhau lâu lắm rồi. Nhưng mà tôi không quên bạn gái của mình. Tôi muốn cô ấy và tôi ở chung với nhau. Và thế là Cecilia không ngại ngùng cọc mua căn hộ ở Anh với mơ ước của mọi công chúa Disney. Và rồi màn kịch chính thức bắt đầu. Tôi gọi cho cô ấy trong đêm, nói về việc tôi đã bị kẻ thù của mình tấn công, vệ sĩ của tôi bị thương nhiều chỗ. Tất cả chỉ hướng tới một mục tiêu duy nhất: mượn thẻ tín dụng. Kẻ thù sẽ lần ra được tôi nếu tôi có giao dịch với thẻ của mình. Và thế là Cecilia đưa tôi thẻ tín dụng của cô ấy, và tôi dùng nó đến cạn kiệt.
Và khi đấy, tôi cần cô ấy vay tiền cho mình, bắt đầu với 25.000 đô la tiền mặt. Tôi gặp và lấy số tiền đó rồi ra đi sau khi giảm một tình huống nguy cấp. Nơi tôi đến thật tình cờ chính là Stockholm. Còn tình huống nguy cấp là một buổi hẹn quầy bar sang chảnh với Pernilla. Các bạn bắt đầu lờ mờ hiểu tôi làm gì rồi đúng không? Chiến thuật này gọi nôm na là lấy của miền xuôi đi nuôi miền ngược. Ngay sáng hôm sau, tôi đã ở Tây Ban Nha. Chiếc thẻ tín dụng của Cecilia bị khóa vì vượt quá hạn mức. Muốn tăng hạn mức thì chỉ có một cách, chứng minh thu nhập. Và chỉ sau vài thủ thuật, tôi biến Cecilia thành nhân viên tập đoàn kim cương của mình. Mức lương là gần 100.000 đô la mỗi tháng. Và chiếc thẻ lại được mở lại. Có tiền rồi thì sao? Tôi lên Shopee 360 Boutique, nhãn hiệu thời trang nam cao cấp hàng đầu trên gian Shopee Mall. Nhân dịp ra mắt bộ sưu tập xuân hè mới, 360 Boutique áp dụng chương trình giá trải nghiệm 199k cho một chiếc quần Âu chuẩn form, chất xịn vải mịn, có tông lạnh mềm mịn, không chỉ thừa, không nhăn, đã thế lại còn cúc ẩn. Mặc cái này chụp ảnh Tinder thì đét đẹp. Đây là lần đầu tiên 360 Boutique áp dụng giá trải nghiệm thấp đến thế. Tôi phải mua luôn vì biết tiết kiệm thì mới nhanh giàu. Giá giảm sâu cho quần Âu chất lượng, đẹp chính xác như hình. Mặc vào cộng 100 chỉ số thời trang. Link mua hàng dưới phần mô tả và bình luận. Tôi gặp Pernilla và bạn gái mới của mình, một người mẫu Nga quyến rũ. Chúng tôi thật sự sống một cuộc sống hoàng gia tại một khách sạn ở Mykonos bằng thẻ tín dụng của Cecilia. Hết hạn mức, vay thêm, hết hạn mức, lại vay thêm. Cứ như thế cho đến khi mà Cecilia thực sự mệt mỏi. Tôi bảo cô ấy rằng hãy đến Amsterdam và tôi sẽ trả cho cô ấy một tờ séc trị giá 500.000 đô la, coi như chúng tôi chấm dứt. Tuần trôi qua, cô ấy liên tục làm phiền tôi vì tờ séc đó dĩ nhiên là không có giá trị. Tôi không biết làm gì khác ngoài việc chúc cô ấy ngủ ngon. Với những khoản vay, tất nhiên là kèm một vài lời đe dọa nữa. Bây giờ thì đến lượt cô bạn tri kỷ nào. Tôi dựng lên một bài báo nói về việc cha mình bị bắt vì buôn lậu kim cương và tôi đang có nhiều kẻ thù. Những bức ảnh về chàng vệ sĩ bị thương kia lại được dùng tiếp. Tôi đang ở trong tình cảnh rất tệ và có lẽ Pernilla sẽ không phiền để mà cho tôi mượn tiền. Nhỉ, cảm ơn vì 30.000 đô la. Nhưng mà cô gái đáng thương Cecilia bắt đầu điều tra về tôi. Họ bao gồm hai nhà báo Na Uy cùng một nhà báo Israel đã tìm đến tận nhà tôi. Họ thật sự biết tôi là ai và có lẽ là đang đi tìm tôi. Nhưng điều lúc này tôi cần là vay thêm tiền 10.000 đô nữa từ cô tri kỷ. Dù cô ta khá là nấn ná, sau đó tôi gửi một biên lai chuyển tiền trị giá 100.000 đô la cho cô ta để tạo lòng tin. Tất nhiên là tiền không tới được bởi vì đó là số tiền lớn, ngân hàng cần tôi xác minh vài thủ tục trực tiếp. Và bằng cách đấy, Pernilla trở thành người chi trả cho những chuyến bay của tôi hết lần này đến lần khác bởi vì cô ấy muốn nhanh nhận được khoản tiền 100.000 đô la. Tất nhiên là làm gì khoản tiền nào cơ chứ. Thông qua những khoản chi qua thẻ tín dụng của Cecilia, nhà báo ở Na Uy rà soát biên lai, phát hiện ra được vé máy bay của tôi mua cho Pernilla và kể cho cô ta mọi thứ. Họ lật tẩy cái trò lấy của miền xuôi nuôi miền ngược của tôi. Keyword ở đây là mượn tiền. Bởi vì vậy tôi khó mà dính phải những cái vấn đề pháp lý nghiêm trọng vì hành động của các cô gái về cơ bản là tự nguyện. Và Pernilla quyết định là chơi lớn khi mà hợp tác với những cái tay phóng viên Na Uy để mà chơi tôi. Nhưng mà tôi đã phát hiện ra họ trước. Tôi bỏ rơi cô bạn tri kỷ và biến mất. Sau đó tôi thấy mặt mình trên khắp mạng xã hội. Pernilla và Cecilia bóc phốt tôi ở khắp các nhà đài, khắp châu Âu. Họ thậm chí còn làm phim tài liệu trên Netflix. Điều này đã làm bốc hơi mọi mối làm ăn trên Tinder của tôi. Nhưng vẫn còn một cô gái ở Amsterdam vẫn tin tôi. Cô ấy tên là Aileen. Cô ấy bay đến Prague để thăm tôi. Cô ấy chính là Cecilia phẩy. Chỉ có điều là cô ta đã lên một kế hoạch nhỏ để mà trả thù tôi. Thời điểm đó tôi không thể bay đi đâu được nữa vì cả cái Tinder đã thấy mặt tôi trên mạng. Điều này trói buộc tôi với Aileen ở Prague. Cô ấy nói rằng là sẽ giúp tôi bán đống quần áo hàng hiệu của tôi và cô ấy sẽ chuyển tiền vào một cái thẻ tín dụng mới của tôi. Sau khi mà cô ấy bán xong, cô ấy đến ăn ở với tôi một cách đầy mặn nồng và ra đi với đống đồ hiệu của tôi. Tình hình này đúng là không ổn. Nên tôi bắt đầu muốn phẫu thuật thẩm mỹ cả khuôn mặt nhưng mà bác sĩ từ chối. Chỉ có tội phạm mới muốn như thế, ông ta nói vậy. Sau nhiều tuần, tôi nhận ra rằng là Aileen có bán đồ, nhưng mà tiền thì chắc là không bao giờ mà tôi nhận được. Tôi lang thang như là một con chó hoang, ăn đồ thừa và ở giường tầng, ông vua vô gia cư. Sau một loạt tin nhắn hăm dọa, gây sức ép, đòi Aileen trả tiền, tôi chót lỡ nói rằng mình sắp tới Athens. Tôi đã xoay sở mọi cách để có tiền vé, và khi đến Athens, mọi thứ sẽ kết thúc. Nhưng mà tôi lại bị bắt ở ngay sân bay. Tôi bị dẫn độ về Israel và ngồi tù 15 tháng. Nhưng các bạn biết gì không? Mãn hạn tù, tôi tự do, trở nên vô cùng giàu có. Cảm ơn các bạn X đã giúp anh trở nên nổi tiếng. Hình ảnh của tôi được Netflix mua lại dùng làm phim. Lợi nhuận cứ thế chảy vào túi tôi. Tất nhiên là một người thông minh như tôi không chỉ dựa vào đó để sống. Tôi mở một website cho lời khuyên kinh doanh. Tôi tham gia vào thị trường tiền ảo NFT. Tôi thậm chí còn giàu có hơn cả trước kia. Trong khi các tình yêu của tôi vẫn còn đang oằn mình trả những khoản nợ tín dụng. Tôi là Simon Levy. Và hôm nay tôi tải Bumble.